ngon xoắn lưỡi. Em đăng ký cho bạn ấy hay là em muốn đăng ký để em cố tình đóng mọc? Chắc là cả hai. Hi beautiful girl, my name is Ilya, I'm a drummer from Ukraine and I live in Vietnam for 3 years already. So as an adventurous and free person, I've been traveling and working in other countries since I'm 18, I think. Having been to many countries, I chose to stop in Vietnam and build my career here. Bánh xèo. Okay, bánh cốp one. Besides drumming, I'm also a professional model. This job gives me a chance to express my feelings and different emotions, personalities through those photo shoots. Trường hợp này rõ ràng quá đi. I love art, just like the way I love Vietnamese women. And let me tell you something. I'm chet met by the smile of Vietnamese women. It would be fantastic if something magical would happen to die on this stage. But today, standing here and looking at you, it's already a gift for me. Please pick me. I would love to know you. Em rất tiếc khi phải lựa chọn một người. Đó chính là anh. Nam khách mời, cho tôi một cái bảng đi, anh ta màu gì nào? Sự đồng lòng đồng dạ. Trời đất ơi, nó trọn vẹn vậy thôi, mời anh ra luôn anh ơi. Oh.
trai nha, đẹp trai. Đẹp trai. Cái mặt rất là đẹp trai. Màu đỏ. Ủa nhưng mà màu đỏ cũng tím được vậy anh. Nè, tôi báo nhẹ cho các bạn biết, chương trình đã màu đỏ có nghĩa là nam rặc có người yêu hoặc vợ. Chừng nào mà đỏ của màu tím thì chúng tôi sẽ báo là màu tím. Đó hồi nãy em cũng nói màu đỏ mà mấy người này cãi. Trời ơi, đó hồi nào. Quá trời. Who are you? My name is Ilya. You're from Ukraine? Ukraine, yeah. Okay, so why do you want to come to the show? I didn't know about the show for a long time, but then my girlfriend showed me and I found it extremely meaningful. It made me sometimes cry because the stories are so touching, so real, and I'm really happy to join it. It's really beautiful show. I'm really happy for the audience which didn't think I'm purple, and thank you so much. I love everyone there. Không có gì để nuối tiếc rằng mình chỉ có thể bắt tay và nói welcome back brother. Welcome thank you. Back. It's too late. You have your girlfriend here? Of course, yeah. Nói để yêu thương tìm lối tìm được đâu trong bao giờ. Mọi người, em tên là Mai Chi, em là bạn gái của Ilya. Hai em đã quen nhau được bao nhiêu lâu rồi và gặp nhau ở đâu? Bọn em quen nhau được khoảng 6-7 tháng và bọn em gặp nhau ở Hà Nội qua một ứng dụng hẹn hò. Wow. Em nhận xét như thế nào về cái người bạn nam này? Thật ra thì cái lần đầu tiên nói chuyện á, em chưa có ấn tượng về bạn nhiều. Nhưng mà cho đến thời điểm bây giờ thì em rất là tin tưởng vào tình yêu của bạn này đối với em. Cho nên em nghĩ là cái người đàn ông này không chỉ là người yêu của mình mà có thể là một người bạn đời của mình nữa. Em ơi, năm người ở đây đang rất là xin lỗi em vì toàn bộ là do tím hết. Chị hỏi cái này hơi tế nhị một tí xíu là cái ấn tượng đầu tiên của em về cái bạn này á, em có thấy bạn này có những cái cử chỉ rất là dễ thương, giống như là để mọi người lầm tưởng giống như là bọn chị không? Thật ra là có, và em cũng đã sợ là mọi người cũng sẽ nghĩ bạn ấy tím. Tại vì bạn ấy là một người chơi trống á, thì thường những cái ngôn ngữ cơ thể của bạn ấy rất là thoải mái. Khi mà bạn ấy ngồi nghỉ ngơi chẳng hạn thì bạn ấy cũng hay mua máy chân tay, giống như là bệnh nghề nghiệp thôi. Tôi nghĩ là bạn này có nhiều năng lượng phải giải tỏa lắm. Thường các bạn thấy là khi họ không nói chuyện hoặc họ không làm cái gì đó, họ không đứng yên được, họ phải nhúc nhà nhúc nhích. Giống anh phải không anh Thành? Ngày xưa bị, bây giờ thì mình kiểm soát được một chút. Thì tôi nghĩ là bạn này cũng giống như tôi, cho nên là nhiều khi anh ta gây hiểu lầm. Nhưng mà nó cũng làm nhiều đấy em. Và đến đây là do ý của bạn muốn hay là do em yêu cầu bạn vậy? Thật ra em là người giúp bạn đăng ký. Sau khi bạn ấy xem một vài tập thì bạn ấy nhận ra đây là một chương trình rất là ý nghĩa. Yeah. Và bạn ấy rất là muốn được đứng trên sân khấu. Anh hy vọng là sau khi tham gia chương trình rồi, bạn ấy về bạn ấy vẫn nghĩ chương trình là chương trình ý nghĩa nha. Em đăng ký cho bạn ấy hay là em muốn đăng ký để em cố tình đóng mọc? Chắc là cả hai. I wish one day
I learned your language because it's so difficult, Jesus Christ, but I'm trying. Yeah, I know it's difficult for you, yeah. So yeah, some years, definitely, I will invest my time, energy, yeah. But I think it's gonna be long. That will be the journey. So, enjoy it. Thank you.